Chiều nay, tro cốt của Phi Nhung sẽ được chuyển phát nhanh về Mỹ, đơn độc một mình trên con đường về gia đình. Buổi lễ cầu siêu tưởng nhớ Phi Nhung ở Mỹ vừa diễn ra tại tỉnh xá Giác An với sự có mặt của gia đình và đồng nghiệp. Sau buổi lễ cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung được hoàn tất bên Mỹ ngày 29 tháng 9, cô con gái ruột của Phi Nhung và người thân trong gia đình đã quyết định giao toàn quyền trách nhiệm cho nghệ sĩ Việt Hương sẽ là người đứng ra lo hậu sự cho Phi Nhung. Tất cả mọi người đều mong Phi Nhung ra đi thanh thản và sớm trở về bên gia đình. Con gái Wendy khóc ngất bên di ảnh của người mẹ quá cố, mong rằng tất cả thủ tục được sớm hoàn tất để tro cốt Phi Nhung được trở về đất Mỹ. Theo thông tin được biết, tro cốt của Phi Nhung sẽ được chuyển phát nhanh sang Mỹ vì bây giờ dịch giả nên không ai có thể mang tro cốt của cô sang được. Ca sĩ Trixie Phương Trinh vừa chia sẻ những hình ảnh tại lễ cầu siêu tưởng nhớ Phi Nhung được tổ chức tại Mỹ. Trixie Phương Trinh cho biết lễ cầu siêu diễn ra tại tỉnh xá Giác An trong phạm vi gia đình với sự tham gia của người thân và một số đồng nghiệp. Wendy chọn nơi này là vì đây là nơi gia đình đang gửi tro cốt của ông ngoại, ba của Trixie Phương Trinh. Trước đó, nữ ca sĩ từng chia sẻ, tình cảm thân thiết giữa cô và Phi Nhung không chỉ là tình thân đồng nghiệp bình thường hay mối quan hệ giữa người ca sĩ đi trước, dìu dắt người ca sĩ đi sau, mà như người thân ruột thịt. Trixie Phương Trinh là người chị thân thiết từng dìu dắt hỗ trợ giọng ca Bông Điên Điển vào nghề. Ngày ba Trixie Phương Trinh qua đời, Phi Nhung bay từ Việt Nam về Mỹ để đẻ tang cho ba cô và con gái Phi Nhung cũng đã đẻ tang cho ông như bao nhiêu con cháu trong gia đình. Em đừng sợ, em sẽ không lẻ loi đâu, khi qua bên đó sẽ có bà ra đón em cùng với các anh chị em nghệ sĩ đã đi trước. Em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở Trần Gian nên đã được bề trên ban cho đôi cánh thiên thần. Hãy tự hào về điều đó và cất cánh bay cao lên em nhé, Trixie Phương Trinh chia sẻ. Tại Việt Nam, lễ tưởng niệm cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại Chùa Giác Ngộ. Quỳnh Trang, con nuôi của nữ ca sĩ đại diện gia đình, gửi lời cảm ơn đến Chùa Giác Ngộ. Đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện Gia An 115, Bệnh viện Chợ Rẫy và khán giả người hâm mộ. Đang trong thời kỳ dịch bệnh diễn biến phức tạp nên nhiều bạn bè đồng nghiệp không thể tới trực tiếp đưa tiễn giọng ca Bông Điên Điển lần cuối. Nhiều nghệ sĩ theo dõi buổi cầu nguyện trực tuyến và cùng nguyện cầu cho đàn chị về cõi an lành. Như phóng viên đã thông tin, sau thời gian dài chống chọi với COVID-19, ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 28 tháng 9. Nhiều nghệ sĩ và đồng nghiệp người hâm mộ đã để hình đại diện màu đen như một lời vĩnh biệt. Sự ra đi của nữ nghệ sĩ để lại nhiều nỗi đau tiếc thương cho đồng nghiệp, bạn bè và những người ở lại. Thông tin con gái nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc khi nhận tro cốt Phi Nhung mới tổ chức tang lễ sẽ do Việt Hương tổ chức. Thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời do COVID-19 đã khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp, khán giả không khỏi xót thương. Những ngày gần đây, thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời sau quãng thời gian điều trị COVID-19 đã khiến cả làng giải trí nhuộm màu tang thương. Được biết, nữ ca sĩ không may mắc COVID-19 trong quá trình tham gia thiện nguyện giúp đỡ người dân Sài Gòn. Ngay sau khi thông tin Phi Nhung qua đời được xác nhận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp, khán giả đã gửi gắm những lời chia buồn. Mới đây nhất, con gái nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc Hồng Loan đã chia sẻ đoạn video thể hiện sự bức xúc của mình trước những thông tin xuyên tạc giả mạo đám tang của Phi Nhung. Họ ghép đủ thứ hình ảnh một cách nhẫn tâm, đánh vào tâm lý tò mò của khán giả để làm những cái tin như vậy, để câu view trục lợi bất chấp sự đau đớn của gia đình, Hồng Loan bức xúc nói. Bên cạnh đó, cô cũng bất ngờ chia sẻ về dự định tổ chức đám tang cho cố ca sĩ Phi Nhung tại Việt Nam do Việt Hương chủ trì. Hồng Loan trải lòng, như quý vị cũng biết, Việt Hương cũng đưa ra thông tin là sẽ tổ chức một tang lễ cho Phi Nhung tại Việt Nam. Hiện tại bây giờ chúng ta biết được những người qua đời vì COVID-19 sẽ được đưa đi hỏa táng. Có lẽ là khi mà nhận tro cốt của Phi Nhung mới có thể tổ chức một tang lễ như vậy được. Đây là suy nghĩ của tôi thôi, chứ bên phía Việt Hương chưa đưa ra công việc tiến hành tang lễ sẽ như thế nào. Ngoài việc đưa ra thông tin về đám tang Phi Nhung trong quãng thời gian sắp tới, con gái nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc cũng lý giải về việc Wendy chọn địa điểm để cầu siêu cho mẹ. Ngày hôm qua, chúng ta chứng kiến những hình ảnh rất xúc động của cháu Wendy và chị Trixie Phương Trinh. Được biết, tỉnh xá Giác An này là nơi để tro cốt của bà ruột chị Trixie Phương Trinh, nên Wendy cũng chọn nơi này để làm lễ cầu siêu cho mẹ mình. Phi Nhung từng nhắn nhủ với Chí Tài sau ngày cố nghệ sĩ qua đời, không để anh một mình đâu. Gần một năm sau ngày Chí Tài qua đời, Phi Nhung cũng ra đi khiến công chúng tiếc thương. Mới đây, một số cư dân mạng đã đào mộ lại bài đăng của cố ca sĩ Phi Nhung
vào ngày 10 tháng 12 năm ngoái một ngày, sau khi cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời. Trong bài đăng của mình, Phi Nhung có nhắc tới cuộc hội thoại giữa mình cùng cố nghệ sĩ Chí Tài về việc có ra đi cũng phải đẹp. Nghệ sĩ tụi mình trước mặt công chúng ngủ cũng phải đẹp, ra đường ăn mặc cũng phải đẹp, quần áo phải chỉnh chu khi lên sân khấu, có buồn mà đứng trước khán giả cũng phải vui, phải cười nhé. Phi Nhung nói thêm, quan trọng nhất của anh em mình có chết cũng phải đẹp, và làm sao để lại tiếng thơm cho cuộc đời nghệ sĩ tụi mình, nên anh có chết cũng phải đẹp Nhung ơi. Em biết rồi Chí Tài, anh chụp hình này trắng đen, anh chọn làm hình avatar rất đẹp, nhắm mắt cười vẫn đẹp nè anh. Đúng, nghệ sĩ của mình có chết cũng phải đẹp, em nhớ rồi. Cố ca sĩ từng trách Chí Tài vì ra đi đột ngột. Anh ra đi mà không nói gì với tụi em hết, anh nha chơi kỳ thật, em ghét anh. Dạ, em sẽ nhớ mãi những lời dặn dò của anh đi trước đi, rồi ca sĩ chúng mình ai cũng phải đi, đi sớm hay đi trễ mà thôi, không để anh một mình đâu. Mạnh mẽ không khóc suốt 3 ngày, nay nghệ sĩ Việt Hương xúc động nghẹn ngào nói lời vĩnh biệt ca sĩ Phi Nhung. Những khoảnh khắc cố ca sĩ Phi Nhung và Việt Hương vui vẻ từ sân khấu đến đời thường, nay chỉ còn trong hồi ức người ở lại. Cố ca sĩ Phi Nhung ra đi, showbiz vắng bóng một nghệ sĩ tài hoa. 23 người con nuôi và cô con gái ở Mỹ thiếu hơi ấm của mẹ. Còn nghệ sĩ Việt Hương cùng nhiều sao Việt mất đi một người tri kỷ. Hơn ai hết, nghệ sĩ Việt Hương là người lo lắng từng ngày lúc ca sĩ Phi Nhung chữa trị và đau đớn khi phải thông báo tin dữ với gia đình người đồng nghiệp. Được Wendy Phạm ủy quyền tại Việt Nam, nữ danh hài đang đứng ra lo liệu thủ tục tổ chức tang sự để tiễn biệt người bạn thân. Mạnh mẽ suốt 3 ngày không khóc, tối ngày 1 tháng 10, Việt Hương chia sẻ lại những thước phim ôm ấp vui vẻ bên cố ca sĩ Phi Nhung lên trang cá nhân của mình. Không còn dồn nén được nỗi đau mất mát, nữ danh hài thổ lộ. Mấy nay tôi gồng không khóc, tối nay chắc tôi mệt tôi không gồng nữa cho tôi khóc chút, mai tôi lại mạnh mẽ đi tiếp nhé Nhung. Từng lời từng chữ mang đầy nỗi niềm của nghệ sĩ Việt Hương dùng để đưa tiễn người bạn chí cốt, khiến khán giả cũng nghẹn ngào xúc động. Trước đó, Việt Hương là người ngày đêm cầu nguyện cho Phi Nhung tai qua nạn khỏi, nhưng phép màu không xảy ra. Ngày người bạn thân rời cõi tạm, nữ danh hài từng chia sẻ. Hiện tại, Việt Hương cùng gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chăm lo vẹn toàn hậu sự cho ca sĩ Phi Nhung. Việt Hương xin đại diện cho gia đình chân thành cảm ơn tấm lòng của các anh chị em đồng nghiệp và khán giả gần xa đã thành tâm cầu nguyện cho Phi Nhung những ngày qua và gửi những lời chia sẻ buồn sâu sắc nhất đối với sự mất mát to lớn này của gia đình ca sĩ Phi Nhung. Lễ viếng ca sĩ Phi Nhung ngày 2 tháng 10, Nhật Kim Anh đến từ sớm, Hồ Văn Cường lộ rõ tiều tụy sau 4 ngày mẹ nuôi qua đời. Sau Long Nhật, Nhật Kim Anh cũng trực tiếp đến nhà riêng để thắp hương cho ca sĩ Phi Nhung. 4 ngày sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, gia đình và nghệ sĩ Việt Hương vẫn đang tiến hành các thủ tục hậu sự và chờ quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tổ chức tang lễ. Hiện tại, người thân đã lập bàn thờ cố ca sĩ tại nhà riêng, các sao Việt lần lượt đến gửi viếng và gửi hoa chia buồn đến với gia quyến. Vào sáng sớm nay ngày 2 tháng 10, Nhật Kim Anh đã đăng tải hình ảnh đến thắp hương và san sẻ nỗi đau mất mát với các con nuôi cố ca sĩ. Trên Facebook cá nhân, Nhật Kim Anh đau lòng nhắn gửi những lời cuối cùng dành cho người chị. Em gái kính viếng chị, mong chị ra đi thanh thản về miền cực lạc của Đức Phật A-di-đà, không còn đau khổ nữa, thương chị. Xuyên suốt những ngày qua, Hồ Văn Cường luôn túc trực bên bàn thờ của mẹ nuôi, nam ca sĩ nhí đã gầy xanh xao và tiều tụy hơn hẳn.